Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Sáng hôm nay vì thời gian không có nhiều cho nên chúng tôi chỉ đưa các chị đến thăm một cái địa điểm danh thắng và cũng là một cái địa điểm lịch sử di tích quốc gia, đó là công viên Yên Hòa, nơi có đền thờ của ông Nguyễn Thái Học và các đồng sự của ông. Đây là một cái khuôn viên hết sức là đẹp, thời tiết cũng tương đối là mát. Cho nên chúng tôi xin mời quý vị cùng đi với các chị và chúng tôi để đến thắp hương cho cụ Nguyễn Thái Học tại công viên này nhé. Trường Nguyễn Lê Lê đã đưa các chị đến với công viên Yên Hòa và phía sau của chúng tôi là bức tượng kỷ niệm ghi dấu lại những nhân vật lịch sử. Chúng ta thấy là đứng ở trung tâm. Xin mời các chị quay lại để em sẽ có thể nói một chút về cái bức tượng này cho quý vị khán giả cũng như các chị được biết và chị Phương cũng thấy. Và chúng ta thấy là cái người đứng giữa chính là ông Nguyễn Thái Học. Cái người bên trái của ông mà đội cái khăn xếp đó, đó là ông Nguyễn Khắc Nhu. Và có một cái vị lính cố xanh ở đứng đằng sau đó là chính là cái người nội ứng của bên phía đảng Việt Nam Quốc dân đảng mà nằm trong cái lực lượng của quân Pháp. Còn người đứng bên bên phải mà trên cao nhất đó là ông Phó Đức Chính, cũng là một cộng sự là tay phải tay trái của ông Nguyễn Thái Học đấy. Và cái người phụ nữ duy nhất trong cái cụm tượng này đó là cô Giang, là vợ của ông Nguyễn Thái Học. Đây là cái cuộc khởi nghĩa Yên Bái nó diễn ra năm 1930. Và tuy là không có thành công nhưng thành nhân, giống như là câu nói nổi tiếng của ông Nguyễn Thái Học. Và đây là cái quảng trường này cũng được mới xây dựng trong thời gian gần nhất thôi. Và nó là cái nơi là trung tâm mọi người có thể đến để mà sinh hoạt, rồi có những cái lễ hội mà đông đảo thì tập trung ở đây. Và cái danh thắng này được liệt vào là danh thắng lịch sử cấp quốc gia. Vâng, bây giờ em mời các chị lên chụp một bức hình lưu niệm. Đúng rồi. Trước quay khi mà chúng ta sẽ đi qua cái khu lăng mộ của các cụ nhé. Mình quay lại chụp bức hình. Vâng ạ. Lên.
Sau khi chụp hình xong thì chúng tôi di chuyển sang bên khu lăng mộ của cụ Nguyễn Thái Học cùng với cả các đồng sự của mình. Đây là khu lăng mộ ở bên này. Giờ mấy anh chị em đang hỗ trợ để đưa chị Phương lên tận nơi. Lẽ ra là ở công viên này phải nên có cái đường dốc lên. Vâng. Nhưng mà cái này là cái cũng hơi bị thiếu sót đây. Nhưng mà được cái là cái bậc cũng to. Vâng. Đúng rồi, ở đây phải có làm cái đường để cho các thương binh lên được. Đó, vâng. Ở đây là em thuyết minh luôn từ phần này. Chúng đây có hai cái phần khu lăng mộ. Nơi đây là có phần mộ của các chiến sĩ đã hy sinh, đã liệt kê là nơi là các cụ nằm ở đây. Khi mà bị hành quyết xong là họ đưa hết các xác các cụ về đây. Thì danh sách của các cụ nằm đây là gồm có 13 người. Vâng. Chôn ở cái phần mộ này. Chụp cái này đi em nè. Đấy. Và tiếp theo là phần mộ ở bên này thì gồm các chiến sĩ hy sinh trong cái ngày khác, gồm có 5 vị. Đây là ngày mùng 8 tháng 5 năm 1930. Đây là những cái đội lính ở làm nội ứng ở trong phía quân đội Pháp đó, nhưng mà thực chất là người thành viên của bên đảng Quốc dân đảng. Nhưng mà khi nổ ra thì là mấy ông này bị lộ ra, bị tố cáo bên trong, chắc là cũng có phản gián đó. Và cái đền thờ này mình sẽ thắp hương ở đây các chị ạ. Dạ. Đến bây giờ tôi đi thế này tôi mới nghe Trường nói, tôi mới biết là cô Giang là vợ của Nguyễn Thái Học. Vâng. Khi xây dựng cái này thì vâng, theo nhà văn Ngọc Bái mà người chúng tôi hay gọi là tôn vinh, gọi là nhà Yên Bái Học. Ông viết và ông nghiên cứu rất nhiều, thì ông kể là ông cũng là người mà có công xây dựng cái khu tượng đài này. Do đó thì cái kiến trúc mà chúng ta đang nhìn thấy đây là một cái vòng tròn, và nổi tiếng nhất là có cái câu không thành công cũng thành nhân, là do ông Nguyễn Thái Học ông đã nói câu đấy. Và nhiều người cũng rất là thấy đặc biệt, bởi vì chúng ta thấy cái vòng tròn là lẽ ra là phải khép kín, nhưng lại có một cái phần ở trong cái vòng tròn đó nó bị rơi xuống. Đây là cuộc khởi nghĩa không thành công, nhưng cũng để lại rất nhiều những cái dấu ấn đặc biệt. Và những cái cột mà đỡ cái vòng tròn này chính là những người đảng viên cốt cán ở trong Việt Nam Quốc dân đảng đã trụ đỡ cho cái cuộc khởi nghĩa cách mạng này. Đây là một cái kiến trúc rất là ý nghĩa. Và chúng ta thấy là hồi nãy tôi có nói là ở bên cái hồ bên kia là nơi trước đây là quân lính Pháp nó tập và rồi nó rửa nước ở trong cái hồ này, nhưng về sau bây giờ cải tạo nó rộng lên, và người dân Yên Bái đây là truyền tụng cái đặt cho cái hồ này gọi là hồ Cô Giang, rất là ý nghĩa. Và có thể nói hôm nay là được các chị cũng là những người gọi là chiến sĩ cách mạng, cũng người đã trải nhiều cái sự khó khăn trong cái ngục tù để mà mang lại cái niềm hạnh phúc hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng em là rất mừng là được các chị lên trên đây, và bây giờ chúng ta sẽ có những cái nén hương để mà thắp viếng tưởng nhớ đến công lao của các cụ, phải không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Đọc cái này nè. Dạ. Yên Bái đọc cái này. Biểu cho tinh thần yêu nước chống thực dân với khẩu hiệu đuổi người Pháp về nước. Đuổi người Pháp về nước Pháp, đem nước Nam trả lại người Nam, do Nguyễn Thái Học và các nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính cùng các đồng sự tổ quốc tổ chức. Khởi nghĩa diễn ra vào đêm 9 rạng ngày 10 tháng 2 năm 1930 tại thị xã Yên Bái. Nghĩa quân được sự hưởng ứng của binh lính người Việt và nhân dân địa phương đã đánh chiếm Đồn Bốt, tiêu biểu nhiều sĩ quan chỉ huy và binh sĩ Pháp. Cắm cờ chiến thắng
trên các công sở và dinh thự khắp thị xã. Những ngày sau cuộc khởi nghĩa mở rộng ra các nơi Hương Hóa, Lâm Thao, Sơn Tây, Hải Dương, Cẩm Phả, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã chấn động khắp Đông Dương và nước Pháp. Nhưng những năm đầu thế kỷ 20 ghi thêm dấu mốc lịch sử và bài học xương máu cho phong trào giải phóng dân tộc trên đất nước Việt Nam. Sau khởi nghĩa Yên Bái, hàng nghìn người bị tù đày, hàng trăm người bị án chém khắp các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng. Tại sân lính tập Yên Bái, thực dân Pháp đã hai đợt hành hình 17 liệt sĩ. Trên pháp trường, họ đã hô vang Việt Nam vạn tuế. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại, nhưng tinh thần yêu nước bất khuất của các vị tiền liệt mãi mãi là tấm gương sáng ngời, còn ghi tạc trong lời thơ của Nguyễn Thái Học: chết vì tổ quốc, chết vinh quang. Nhang còn cái tàn như vậy nên nó có chất gì đó để cho nó giữ. Cho nên là nhang bắt phải nó là nhang bắt là tuyệt vời á. Bắt không à. Mình ba nén đủ không? Đủ, quên kêu ba nén nữa xong gì đó. Tới gì cũng là lai chỗ này khởi nghĩa, chỗ kia khởi nghĩa, thì sau đó đảng cộng sản mới tập hợp nó lại đó thành một khối, thì con thì cuộc cách mạng tháng 8 nó mới thành công. Còn lúc đó là ta làm nó cứ chỗ này nhóm, nói chung là chỉ có đảng lãnh đạo mới thành công. Đúng rồi, khi tập hợp là đã thành một đảng, thì lúc đó là cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Anh Cao cũng là nghệ sĩ nhưng mà chị phục ảnh ở cái chỗ là ảnh rất là kiên định chứ không có chệch choạc. Như mấy anh cha nghệ sĩ. Chị em chúng tôi vừa thắp những nén tâm lòng, hương tâm làm để mà viếng đến cho các cụ. Đến đây thì bản thân tôi cũng là một trong những người đi tìm hiểu học về lịch sử. Đây cũng là một cái bằng chứng để cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tri ân những bậc tiền nhân trước đây, mặc dù cuộc khởi nghĩa Yên Bái không thành công. Theo lịch sử thì chúng tôi được biết là cuộc khởi nghĩa Yên Bái không thành công là bởi vì cái sự chủ quan trong cái vấn đề là tin tưởng trong những cái công sự của mình, rồi thuyết phục, tạo uy tín ở trong quân đội của Pháp. Trong khi đó là Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta thì lại tập hợp được quần chúng và tất cả các thành phần, cho nên khi mà cuộc Yên Bái nổi dậy mà thất bại thì đây là một cái bài học lịch sử. Cho nên là chị em chúng tôi đứng trước cái khu lăng mộ này để ngẫm nghĩ về lịch sử, và chính các chị đây cũng là những người đóng góp một phần xương máu của mình cho cái công cuộc hòa bình của chúng ta. Như chúng ta được biết ở đây thì chắc là chị Phương cũng có một đôi và lời cảm xúc của chị khi đến với lại cái khu tưởng niệm ông Nguyễn Thái Học. Tôi đi lại rất là khó khăn, tôi cũng không nghĩ là có ngày tôi đến được Yên Bái. Trước nay thì cũng qua mấy cái clip của chỗ kênh Việt Nam Today thì tôi có thấy cái khu này nè, mà tôi không nghĩ là có ngày mình lên được đi này để mà thắp cho các cụ nén nhang. Bây giờ lên được thì phải nói cái cảm giác, cái cảm xúc bây giờ nó rất là bồi hồi. Đấy. Và đến đây thì để tôi hiểu thêm được về cái một cái giai đoạn mà khó khăn của đất nước vào cái thời kỳ 30 và trước đó, và tôi mới hiểu được là cái cuộc khởi nghĩa này nó đã diễn ra như thế nào
và các cụ đã hy sinh làm sao. Đấy, thì có một cái điều mà tôi thấy rất là đáng nói là hiện tại thì có một số người người ta vẫn còn mơ hồ lắm về vai trò của Nguyễn Thái Học, hay là thậm chí là vai trò của Bác Hồ, của Hồ Chí Minh. Đấy, nhưng mà khi tôi đến đây thì tôi mới thấy rằng tất cả những ai mà còn không có hiểu về lịch sử nhiều lắm thì nên đến để mà xem để mà thấy rằng cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái thời kỳ đấy và mãi đến sau này cho đến ngày thắng lợi thống nhất đất nước là cả một cái quá trình đấu tranh. Và có thể nói rằng chúng ta không thể nào không nhắc đến vai trò người lãnh tụ, người thuyền trưởng vĩ đại của chúng ta là đó là Bác Hồ. Đấy, thì tôi thấy là ngay từ khi tôi còn bé tôi đã biết là ông Nguyễn Thái Học á, là ông là người lãnh đạo của dân đảng. Nhưng mà cái thời kỳ Ngô Đình Diệm á, thì Ngô Đình Diệm là nó lại nó đàn áp quốc dân đảng, đàn áp cộng sản, và quốc dân đảng là, xin lỗi lúc nãy tôi nói nhầm, là đàn áp Đảng Cộng sản, nhưng mà cái quốc dân đảng á thì nó vẫn tôn sùng. Và ở một số miền quê đó là quốc dân đảng lại đóng cái vai trò quan trọng là đối lập để mà tiêu diệt Đảng Cộng sản. Cho nên ở miền Trung, ở miền Nam, vào những năm đấy chúng tôi sống ở nông thôn, chúng tôi biết cứ nói đến quốc dân đảng là tự nhiên những người dân yêu nước người ta có một cái sự hiểu ngộ nhận về cái vai trò của quốc dân đảng. Nhưng mà thực ra Bác Hồ hay là Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ thời ấy đã ghi nhận công lao và ghi nhận cái sự hy sinh của ông Nguyễn Thái Học và cộng sự của ông. Đấy, thì đến đây để thấy rằng tôi thấy rằng phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ rất là quan trọng vai trò của quốc dân đảng vào cái thời kỳ đó và vẫn ghi nhận công lao của quốc dân đảng. Cho nên là hiện nay á, tất cả các thành phố ở nói chung là các nơi thì chúng ta đều thấy có những phố lớn là có tên Nguyễn Thái Học. Đấy, cả nước không của nhà của Bác đây được có tên Nguyễn Thái Học. Cho nên là nói để thấy. Vâng ạ. Vâng. Là đảng và nhà nước chúng ta là ghi nhận cái thời kỳ đầu của Việt Nam Quốc dân đảng. Khi mà cuộc khởi nghĩa thất bại thì là những đồng đảng của ông Nguyễn Thái Học lại tiếp tục duy trì, nhưng mà họ cũng lại có cái khuynh hướng là đi theo cái khuynh hướng của Tường Giới Thạch. Tường Giới Thạch. Cho nên là nó lại sao này là cái nó không Giới đúng Thạch. Như ở đâu. Đâu quá. Dạ vâng. Và xin cảm ơn các chị đã đến chị đây. Hay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ở bên đây và có thể là chúng ta sẽ vái vọng bởi vì cái chiều cao rất cao trên cái đền đó. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ di chuyển qua bên kia các chị nhé. Vái vọng. Dạ vâng.
dẫu ta là ai, phải có tổ quốc làm quê hương. Dẫu ta là ai, cũng cần dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu. Dẫu có đi xa, luôn mong ngày về.